Xin chào các bạn, hôm nay Lê Sang giới thiệu đến các bạn mẫu ốp lưng dành cho iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đến thương hiệu của Supergen. Và mẫu ốp lưng này được sản xuất tại Hàn Quốc với các tiêu chuẩn và chất lượng cao. Mẫu ốp lưng này đặc biệt dành cho các trẻ em, sự nổi bật, hơi hướng thời trang và phong cách một chút. Nổi bật với thiết kế lắp đánh dạng kim tuyến và trong suốt hoàn toàn cùng với chất liệu nhựa mềm TPU nên khi tháo lắp sẽ cực kỳ dễ dàng. Thiết kế mỏng gọn, ôm sát vào thân máy. Điểm đặc biệt nhất chính là sự lấp lánh của các hạt kim tuyến. Ở từng góc nhìn khác nhau sẽ có sự lấp lánh khác nhau và đặc biệt càng lung linh hơn khi có ánh sáng chiếu vào. Những hạt kim tuyến này được trộn lẫn với chất liệu trước khi đúc sản phẩm chứ không phải phun lên bề mặt như các dòng sản phẩm rẻ tiền khác nên rất đồng đều và cực bền, không lo bong chóc hay phai màu trong quá trình sử dụng. Tuy là một sản phẩm khá là mỏng nhưng vẫn được Supergen trang bị công nghệ chống sốc air cushion ở 4 góc giúp trong quá trình sử dụng hàng ngày mình có rơi rớt va chạm thì điện thoại các bạn cũng không bị làm sao. Mặt trước cũng được thiết kế gờ cao lên để bảo vệ màn hình của máy khi mình đặt úp hoặc là có rơi sấp. Xung quanh camera cũng được làm cao lên để bảo vệ chiếc camera khá lồi này của iPhone 14 Pro Max. Chi tiết được hoàn thiện một cách tinh xảo, dễ dàng sử dụng. Nút bấm sử dụng rất nảy và nhẹ. Viền ốp thiết kế khá là mỏng, ôm sát máy, vuông vức, giữ nguyên được vẻ đẹp của chiếc iPhone 14 Pro Max. Ngoài ra sẽ giúp bạn sử dụng hàng ngày cầm nắm nhẹ nhàng, chắc chắn, không lo bị cắn tay mà vẫn đảm bảo cho chiếc điện thoại của mình được an toàn lỡ may có rơi rớt hoặc va chạm. Sản phẩm hiện có hai màu là màu hồng mình vừa giới thiệu và màu trắng trong suốt. Với màu trắng này khi lắp lên máy có tông màu sáng rất đẹp, còn màu hồng thì sẽ nổi bật hơn một chút. Sản phẩm hiện đã có hàng tại Lê Sang và có đầy đủ cho iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Để đặt hàng, các bạn vui lòng liên hệ qua website lesang.vn hoặc qua số hotline 02466 708 708. Xin cảm ơn.